lại với channel của mình là Sầu Green TV đẹp trai 12 cá tính nè. Thì ngày hôm nay mình đang bị bệnh các bạn ơi, và giọng của mình đang khá là khàn luôn. Nên các bạn coi là xem video này và ủng hộ bằng cách là like thiệt là mạnh thiệt là mạnh cho mình, nghe cho mình mau hết bệnh nha các bạn ơi. Thì các bạn có thấy đằng sau lưng của mình không? Đó chính là SCB. Trời ơi các bạn, bữa giờ mình cực kỳ thích gọi là coi mấy cái clip về SCB luôn, mình cảm thấy nó khá là hay luôn. Ê, ông qua đây có chuyện gì không? Nè đó ông ấy, ông thích SCB phải không? Ủa? Sao ông biết vậy? Trời ơi, bên trụ sở SCB mới vừa có, người ta mới vừa bắt một được một con gì đó về kìa. Qua đó xem không? Trời ơi, đã như vậy sao? Trời ơi, đi. Trời ơi các bạn ơi, vậy là ước mơ được gặp SCB của mình trở thành hiện thực rồi các bạn ơi. Đó kìa. Ủa, trời ơi các bạn ơi, trời đây là vận chuyển SCB sao? Trời ơi sao nó nghiêm ngặt vậy, quá trời cảnh sát luôn kìa. Hai chị ơi, mấy chú ơi mấy chú cho con vô con xem con đó được không? Ở đây là trạm nghiên cứu, không phải ai cũng vô ra là ra. Ôi không được vô hả? Trời ơi. Ê, hai chị ơi, vậy hay là tối nay tụi mình cùng với nhau lẻn vào trong mà bí mật đi. Ồ cũng được. Ok vậy nha. Trời ơi các bạn ơi, bây giờ đã trời tối rồi. Hà Chi ơi, ông có đem theo đồ chơi không? Ui cái này là cái gì á? Chi sao nó gắn lên đầu tôi vậy? Bay lên đi. Ui, bay được nè. Hà Chi ơi, cẩn thận coi chừng bị phát hiện Hà Chi ơi. Trời ơi các bạn ơi, tụi mình đúng là những đứa trẻ siêu thông minh mà. Tụi mình đã qua được gọi là cái phòng thí nghiệm á Chi ơi. Ui, nhưng mà ở bên dưới còn hai chú cảnh sát nữa kìa. Ê, phải chậm đó nha. Đi hướng này nè, đi hướng này với tôi nè. Mày chuẩn bị nha. Ui. Đáp xuống từ, đáp xuống từ. Ở đâu vậy? Ở bên dưới đây hả? Ở chỗ này nè Chi ơi. SCB-173. Ê, nó là con nào ta? Ui ha Chi ơi. Hình như là chỗ này nè. Ui nhìn nó chặn lại kìa. Ui nhưng mà cửa sắt này nó cứng quá vậy. Ê, quá rồi. Ôi, ơi, ông coi ông mở đi. Ê, có cái bảng này nè, ông mở đi tôi coi cho. Đọc ơi. Cắm vào, lưu ý đừng rời khỏi mắt. Nếu rời khỏi mắt sẽ chết. Ha! Cái gì? Ông mở ơi. Ha Chi. Quay mặt quá dính. Khoan nghe, cái con này là con gì vậy? Các bạn ơi, các bạn nhìn xung quanh kìa, nhìn nó kinh dị quá đi à. Ủa, nhưng cái bảng nó ghi là lưu ý thôi. Mình mà rời khỏi mắt khỏi đó là nó sẽ giết mình chết đó Chi ơi. Bây giờ phải làm sao không? Mình phải đứng mình nhìn như thế này sao các bạn ơi? Mỏi mắt quá đi à. Bây giờ mình làm sao đây? Hay là bây giờ tụi mình rời ra khỏi, mình lùi ra. Hai Chi ơi, cái mặt của con này nó nhìn đúng rồi. Sao vậy? Giọng ai vậy? Chú cảnh sát. Này vậy? Dạ, chú ơi. Trời ơi, tôi con lỡ vô đây rồi chú ơi. Mày đừng có biết là mấy đứa khi nhìn vô mặt nó xong rồi không nhìn nữa là sẽ chết không hả? Là sao chú? Mà nó đâu rồi? Để chú thấy nó còn đứng đây mà. Ôi chú ơi, chú nhìn kìa nó. Nó còn đứng đó mà. Nó còn đứng đó mà chú nói gì vậy? Chú ơi. Chú có thấy gì đâu. Ủa kỳ vậy? Các bạn ơi, trời ơi, các bạn ơi, chú cảnh sát bị chết rồi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Hai chị ơi, lùi lại đóng cửa nha. Hai chị ơi. Dạ vậy. Hai chị ơi, tự nhiên tôi thấy nó mất tiêu mà. Hai chị ơi. Ủa gì vậy? Nó còn đi trước mặt tôi mà. Chết rồi. Hai chị ơi. Đóng cửa đóng vậy. Đóng cửa lại. Mau chạy đi. Chết rồi, bọn chúng đã phân chia ra kìa. Báo động, SCB-173 đã bị trúng chuông rồi. Ngăn cản nó vậy, nó đang ngăn bản ra kìa. Nhanh lên ngăn cản nó đi. Ôi, sao càng ngày càng nhiều vậy? Bắt nó lại đi, mọi người. Bọn chúng đang ra kìa, cản bọn chúng lại đi. Nhanh lên. Trời ơi, hai chị ơi. Hình như là nãy tôi trước khi mình ra tôi còn thấy nghe cái tiếng gì mà nó phẫn hận hay sao á hả chị ơi? Anh không vậy? Đứng coi. Mấy chú công an quỳ giờ đang xứng nha, bác quá trời luôn kìa các bạn ơi. Bọn có chuyện gì hả? Đi đâu? Ôi, sao tụi nó càng quá trời vậy? Ôi, cái gì mà đông dữ vậy? Chạy đông ơi, đông quá đi. Coi kìa nó tấn công tất cả như vậy. Kiến chú công an kìa. Hà Chi ơi, hình như là tụi nó càng làm càng phân thân hay sao á Hà Chi? Ôi, nó đang đi ra ngoài luôn rồi kìa. Nó đang tiến ra bên ngoài rồi, không ổn xíu nào luôn á. Trời ơi, các bạn ơi, vậy là tại mình và Hà Chi là tất cả những người bảo vệ SCB đều đã bị tấn công rồi. Xin chào quý bạn và các vị đã quay trở lại với bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi cực kỳ đáng tiếc
xin thông báo dân trái đất này đã hơn 500.000 người đã phải hy sinh. Đó chính là SCP-173. Nó đã nhân bản ra rất là nhiều phiên bản, và chỉ cần chúng ta không nhìn nó sẽ tấn công chúng ta. Và hiện tại đã có 61 con đang được nhân bản ra, và tình hình có thể sẽ được nhân bản thêm rất là nhiều nữa. Nên các bạn hãy cố gắng trốn kỹ trong nhà, và nếu gặp nó các bạn hãy nhìn vào mặt nó nha. Nếu các bạn rời mắt ra khỏi thì các bạn sẽ chết. Các bạn ơi, hình như là nó đang kế bên tôi kìa. Cái gì cơ? 500.000 người đã chết bởi con SCP đó sao? Chỉ có 61 con thôi mà tụi nó đang nhân bản ra càng ngày càng nhiều ra chị ơi. Trời ơi, nhưng mà hên quá, nhưng mà tụi mình không có bị gì hết chứ. Nhưng mà bây giờ lỡ sao đây? Nhanh lên, tụi mình phải đi tìm một cái chỗ nào an toàn để trốn hả chị ạ? Đúng rồi chị. Nhìn nó đi. Hình như là sau bức cửa, cái cánh cửa này nó không có tấn công mình được hay sao ấy. Trời ơi, như vậy bây giờ tụi mình phải tiêu diệt nó hả chị ơi? Được rồi, nhanh lên nè. Được rồi, mày chết đấy. Ủa, nó đâu rồi? Gì vậy hả chị? Ông bắn cái gì vậy? Ông bắn. Hả chị ơi, có không? Không phải, nó bên đây nè. Mày. Ôi, ông bắn cái gì vậy? Ông bắn cái gì vậy? Nó có bên đây đâu? Nó bên đó. Tôi thấy nó bên này nè. Nó dám tấn công ông kìa. Bên này. Tôi, ông cãi tôi hoài, tôi thấy nó bên này mà. Hình như mỗi người một con. Hả? Là sao? Ê, tàu ơi, tàu lên ông quá trời con kìa. Cái gì? Hay gì đâu? Ông nói gì vậy hả chị? Hả chị? Ông bị cái gì vậy? Cái gì vậy? Các bạn ơi, các bạn nhìn kìa. Xung quanh mình nhiều quá vậy. Ôi, tôi lên là tiếng lên cho mình kìa. Ôi ơi. Ôi, các bạn ơi, tôi đang phá nhà mình kìa. Trời ơi, các bạn nhìn kìa. Bộ quái vật SCP này, bọn chúng bị khủng hết trời. Bọn chúng đang tấn công mình. Không bao giờ thích những cái thế loại SCP như thế này nữa đâu. Lập. Trời ơi các bạn ơi, Hà Chi cũng đã chết rồi. Những người bảo vệ đất nước như chú cảnh sát, những người dân đồ đã bị tròn này tấn công quá trời kìa. Bọn chúng đang lao lên chỗ mình. Bọn chúng tạo ra ảo ảnh rồi phân thân các kiểu, nhìn nó ghê lắm các bạn ơi. Không được rồi, ta sẽ cầm súng bắn mày nè. Mày. Ê, bọn chúng đông quá, hết đạn rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng tên rocket, mình sẽ tiêu diệt hết tất cả bọn này. Được rồi các bạn ơi, bây giờ trên tay mình là khẩu pháo nè. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt tất cả bọn này luôn. Ôi, bọn chúng càng tới gần nhà mình kìa. Cứ như thế này hoài nhà mình sẽ không chịu nổi đâu. Hết đạn nữa rồi. Mày chết nè con, mày chết. Ui, bọn chúng kìa các bạn ơi. Ui, mày ngon nhào vô đây nè. Tao sẽ không sợ tụi mày đâu. Cha. Ui, bọn chúng đông quá các bạn ơi. Bọn chúng đang lao lên chỗ mình kìa mày nè. Ui, sao càng ngày càng phân thân càng nhiều quá vậy. Nhanh lên. Ui, chết nè. Ui, cha. Hình như là hết rồi. Ê, trời ơi. Mày nè. Yeah, cuối cùng chị cũng giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Còn một con nữa kìa. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao với nó đây? Tao bắn mày. Hết đạn luôn rồi. Bây giờ phải làm cách gì đây các bạn ơi? Hình như là nó vẫn còn đang bình thường với mình kìa. Được rồi, bây giờ mình lùi lại. Chết rồi. Lên nhìn nó. Các bạn ơi, nó biến mất rồi. Không được rồi, chạy lại vô nhà. Nhanh lên. Vô rồi, may quá đi, mình không gặp được nó nữa rồi. Bây giờ mình phải lên tìm vũ khí. Nhanh. Nhanh lên. Ôi, trời ơi, nó đứng ở trên đây sao? Giờ mình phải làm sao đây? Các bạn ơi, nó vừa mới quay mặt qua mình hay sao kìa các bạn ơi. Cái tượng đáng ghét này. Ôi, mình thấy nó đang hình như là nó đang muốn tiến lên chỗ mình đúng không? Hình như là mình thấy nó mới di chuyển đúng không? Ôi, mình đang nhìn nó mà. Sao nó dừng lại rồi? Các bạn ơi, hình như là nó đứng vô cái camera, nó không tấn công mình nữa kìa. Nó hết di chuyển rồi. Ồ, khoan nha các bạn ơi, hình như là nó hết nó ngưng, nó yên luôn hay sao rồi kìa. Nó không còn hoạt động nữa. Hình như là cái cách để khắc phục được con này đó chính là đặt một cái camera trước mặt nó sao. Hình như là như vậy đó các bạn ơi. Vậy là mình đã gọi là có cách khắc phục mà mình đã ngăn cản được nó rồi các bạn à. Được rồi, bây giờ mình phải đem nó về ở lại phòng thí nghiệm SCP thôi. Được rồi, đóng cửa lại, xong rồi. Ok thì thôi, video này cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành. See ya.